Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tùng MTP. Và không khí của buổi tối ngày hôm nay thì như các bạn đang nghe rồi đúng không? Đang là tiết mục của anh Phan Mạnh Quỳnh. Không khí vô cùng sôi động. Và Tùng đang chờ đợi đến tiết mục của mình để được bước ra ngoài nhé. Đã rất là lâu rồi và Tùng không được hát cho tất cả các bạn sinh viên nghe. Và hôm nay được quay trở lại, được điên, được cháy thì Tùng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và Tùng chỉ hy vọng rằng tất cả các bạn sinh viên trên toàn quốc sẽ dành thời gian đến tham gia chương trình cùng Tùng, cùng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ để cháy hết mình trong những buổi tối xuyên suốt trên toàn quốc được không ạ? Vâng, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ Tùng phải chuẩn bị ra diễn rồi. Và các bạn nhớ rằng cùng trà sách không độ, giải nhiệt mùa hè. Woo! Bye bye.